chào tất cả các anh chị yêu Lan trên mọi miền tổ quốc nhé anh chịu nhé. Em chúc cả nhà yêu một ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhé anh chịu nhé. Hôm nay em sẽ lên tất cả các mặt dòng hoa lan cho anh chị yêu của em tham khảo nhé. Em xin lên dòng hoa lan phi điệp tím đầu tiên nhé anh chịu nhé. Em lên một chậu phi điệp tím này, chậu này mã số 28 anh chị ơi, 90.000 này. Phi điệp tím có mấy mã nhé anh chịu nhé. Em sẽ lên nhé, 90.000 này, 28 nhé. Ok chưa ạ? Phi điệp tím cho em này, 28 này, 90.000. Em lên tiếp theo cho anh chị yêu phi điệp tím mã 31. Đơn này cũng 90.000 luôn. 90.000, đơn này thì một thân dài, hai mầm gốc nhé anh chịu nhé. Phi điệp tím cho em nhé. Đó. Em sẽ cho các bác xem mặt bông của em phi điệp tím để cho các bác chiêm ngưỡng mặt bông một xíu nhé. Đây anh chị ơi, mặt bông của em phi điệp tím đây. Bông cực kỳ đẹp luôn. Bao đẹp bao xuyên bông cho các bác siêu tầm luôn nhé. Phi điệp tím cho em. Em sẽ lên một dòng tiếp theo cho các bác là một dòng giả hạt hoa hồng đỏ. Giả hạt hoa hồng đỏ anh chị ơi nhé. Mã 37, bán chia sẻ cho các tình yêu 60.000, 37 60.000 nhé. Ok cho em gái nhé. 60.000 ạ. Rồi em sẽ lên một dòng hoa lan tiếp theo cho các bác siêu tầm. Mã 37, 60.000. Rồi em lên cho các bác yêu này, mã 35 là 100.000 nhé anh chịu nhé. Em này là em Long Tu nhé anh chịu nhé. Long Tu Xuân này, mã 35, 100.000. Đó, em vô chậu đấy anh chịu ơi, 100.000 cho em gái này. Mã 35 nhé anh chịu nhé. Em sẽ lên tiếp theo một dòng hoa lan khác là dòng hạt vĩ thiên cung đỏ. Hạt vĩ hồng thiên cung anh chị ơi. Hạt vĩ hồng thiên cung này thì em có hai bảng, là bảng 04 với mã 04 là 300.000. 04 300.000 nha anh chị nhé. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa của hạt vĩ thiên cung đỏ nhé, hạt vĩ hồng thiên cung. Đó, hạt vĩ hồng thiên cung anh chị ơi, hoa cực kỳ đẹp luôn này. Rất là siêng bông nhé. Bao siêng bông cho các bác siêu tầm luôn này, hạt vĩ hồng thiên cung. Đó, em cho các bác xem hai mã nhé. Hạt vĩ hồng thiên cung nó có hai mã anh chị ơi. Mã này là mã 19 này, 320, một mã 320 với lại một mã 04 là 300. Đó, bác nào chốt được mã nào thì nhanh tay cho em gái nhé. Em sẽ lên cho anh chị yêu một dòng hoa lan tiếp là Long Tu Xuân Di Linh anh chị ơi, hoa cực kỳ đẹp luôn này. Long Tu Xuân Di Linh nhé anh chị nhé. Bao xiêm bông luôn. Long Tu Xuân Di Linh thì em có hai bảng. Bảng này là mạng 27, mạng 300.000. Đó, 300.000 anh chị ơi, 300.000 cho em gái này. Long Tu Xuân Di Linh cực kỳ đẹp luôn nhé. Đó, bác nào chốt được mã nào thì lên cho em mã 37 nhé, 300.000. Rồi em sẽ lên một mã cho các bác tham khảo luôn là mã 25. Mã 25 này cực kỳ đẹp luôn nhé bác ơi. Mã 25, 25 này thì em bán chia sẻ cho các bác yêu. Mã 25 này thì 280.000. Đó, 280.000. Bác nào chốt được mã nào thì lên cho em nhé. Ồ, cái này là mã 27 đúng không? Có mã đấy chưa? Như chị rớt rồi. Rớt rồi. Rớt mã rồi anh chị. Mã 27 hay sao ấy? Đúng không ạ? Đó. Ok chưa ạ? Em sẽ lên tiếp theo cho các bác yêu một dòng hoa lan tiếp là dòng phi điệp vàng. Phi điệp vàng, hoa vàng óng ánh nhé anh chị nhé. Một màu vàng, nhiều sự hy vọng này. Phi điệp vàng cho em gái này. Đó, phi điệp vàng thì em có hai đơn là mã 29. Mã 29 là 300.000. Với mã 29 là 300.000. Với mã 30, mã 30 là 280.000. Bác nào chốt được mã nào thì lên số điện thoại cho em nhé. Có mã 29 là 300.000, mã 30 là 280.000. Rồi, em lên cho anh chị yêu một đơn hàng là phi điệp chấp lai. Chị ơi, chấp lai cho em. Chấp lai cho em gái nhé. Mã 12. Mã 12, 380.000. 380.000 nhé anh chị nhé. Thì cái dòng chấp lai này em cho các bác xem mặt hoa này. Hoa cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. Hoa bao đẹp luôn này. Chấp lai anh chị ơi, cực kỳ đẹp luôn này. Cánh của nó tròn đẹp thế này anh chị ơi nhé. Chấp lai cho em gái này. Chấp lai, chậu này ba thân nha anh chị nhá. Mà một cái mầm gốc này nó bị, cái cây này nó bị gập rồi này. Là em không tính cho các bác đâu nhá. Nên là em chỉ tính hai thân này thôi. Là em bán chia sẻ cho các bác là 380.000. Đó, bác nào chưa được đơn chấp lai này thì theo mã cho em là mã 12, 380.000.
380.000. Đó. Ok chưa ạ? Em chào các bác xem lại mặt hoa chấp like nhé, cực kỳ đẹp luôn đấy. Đó, chấp like cho em nhé. Chấp like thì em có duy nhất một dề thôi, một bản thôi, một chậu thôi nhé. Em lên cho anh chị yêu một mã hàng tiếp theo là giả hạt Pháp. Giả hạt Pháp mã này mã 34. Em bán cho anh chị yêu là 190.000 thôi này, mã 34. Giả hạt Pháp. Em có 3 mã nha, mã 34 và mã 39 là 270.000. Đó, 270.000 mã 39. Giả hạt Pháp nha anh chị nhé. Một bờ giả hạt Pháp này giá cực kỳ rẻ rồi anh chị yêu, 270.000 thôi này. 270.000 nhé. Còn một bờ bờ này này. Bờ này là bờ 04 nha anh chị nhé. 04 này em bán cho anh chị yêu là 250.000, 04 nha anh chị nhé, 250.000. Cực kỳ đẹp luôn. Bác nào thích bờ nào thì comment lên cho em. Đó, bao đẹp luôn cho các bác. Em có 3 bờ. Rồi em lên cho anh chị yêu là một mã hàng tiếp theo là Long Tu Xuân. Là hàng này là hàng Lào nhé anh chị yêu nhé. Hàng rừng Lào em đã tuồn tại vườn 3 năm rồi này. Đó, bảng này bán chia sẻ thôi. Mã 13 là 130.000. Ok cho em nhé. Mã 13 là 130.000 ạ. Em lên cho các tình yêu của em một dòng hoa lan tiếp theo là dòng trầm và trầm thiên long anh chị ơi. Ba thân đẹp như thế này em bán cho anh chị yêu 300.000. Trầm thiên long cho em nhé. Trầm thiên long 300.000. Bác nào chốt được đơn trầm thiên long này thì lên số điện thoại cho em nhé. Cực kỳ đẹp luôn này. Em cho các bác xem mặt hoa của em trầm thiên long. Đó, bao đẹp bao xinh luôn. Đơn này em cho các cho là đơn 23 300.000. Đó, bác nào chốt được đơn này thì lên số điện thoại cho em theo mã số là 33. Rồi em lên tiếp theo cho các bác yêu sưu tầm là một đơn Long Tu Xuân. Đơn này mã 26 là 220.000, 220.000 cho em một bờ Long Tu Xuân nhá. Hàng rừng đã tồn tại vườn 3 năm rồi anh chị yêu ơi. Nên là các bác yêu ơi, về chơi thoải mái cho em, chỉ việc tưới phân thôi nhé. 220.000. Ok cho em nhé. Em lên cho anh chị yêu một em môi tua. Môi tua này thì em sẽ có hai chậu. Mặt hoa của nó, em nó đây anh chị ơi. Mặt hoa của em nó đây. Mặt hoa của em nó đây nhé. Để em cho các bác xem mặt hoa này. Môi tua tua nhé, kiều môi tua cho em gái này. Hàng rừng đã thuần tại vườn 2 năm rồi thưa các bác. Em sẽ có hai chậu và sẽ có hai mã khác nhau. Mã này là mã 206. Chậu này em bán với giá là 220.000. Bác nào chốt được đơn này thì lên số điện thoại cho em 220.000. Mã này là mã 17 là 230.000. Đó, bác nào chốt được mã kiều môi tua này thì lên số điện thoại cho em nhé. Kiều môi tua bây giờ nó ra, bắt đầu ra ngồng hoa rồi nhé anh chị nhé. Rồi em sẽ lên cho các bác một em châu như. Em có hai đơn châu như này. Đó, châu như này thì 200.000 một thân. Mã này là mã 08 nha anh chị nhé. Châu như đơn này thì có một mầm dài khoảng 70 cm với mỗi một mầm gốc nha anh chị nhé, 200.000. Rồi đơn này là một đơn châu như giá 07. Đơn này thì thân của em nó dài khoảng 60 cm thôi nhưng mà có 3 mầm gốc, là em này là 201. Đó, bác nào chốt được đơn nào thì lên số điện thoại cho em. Rồi em sẽ lên cho anh chị yêu một em trầm rồng, trầm trắng hoa trắng tinh khôi đẹp mê ly. Đó, cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. 2, 4, 6 thân. 6 thân này bán chia sẻ cho các tình yêu 470.000. Trầm trắng cho em. Trầm trắng anh chị ơi, riêng dạng trầm nhé anh chị nhé, là hoa của nó cực kỳ thơm rồi này. Hoa của nó cực kỳ thơm anh chị ơi. Cánh rất là đẹp luôn, trắng tinh khôi, 5 cánh trắng đẹp. Và hàng này là hàng ươm ki năm thứ tư rồi anh chị ơi, nên sẽ đảm bảo mặt hoa cho anh chị yêu của em sưu tầm nhé. Ok chưa ạ? Giá 470.000. Mã 14 nha anh chị nhé. Em lên cho anh chị yêu một đơn trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ 2, 4, 5 thân. 5 thân này bán chia sẻ cho các tình yêu là 450.000. Với lại một mầm gốc nha anh chị yêu nhé. Trầm rồng đỏ cho em này. Nó rất là riêng bông luôn anh chị ơi. Nó rất là riêng bông. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa của em trầm rồng đỏ đi nhé. Mặt hoa cực kỳ đẹp luôn các tình yêu của em ạ. Trầm rồng đỏ cho em gái này. Trầm rồng đỏ 450.000. Bác nào chốt được đơn này thì lên số điện thoại cho em 450.000 ạ. Rồi em sẽ lên tiếp theo một mã trầm rồng đỏ tiếp theo cho các bác sưu tầm.
trầm đồng đỏ mã 13 24, 4 thân đẹp này, bán chia sẻ cho các tình yêu của em chỉ có giá là 4 thân này thì bán cho các bác với giá là 420.000, 420.000 chậu trầm đồng đỏ này mã 13, ok cho em nhé. Rồi em sẽ lên cho các bác một mặt hàng tiếp theo là đen rô xuân, đen rô xuân mã 38, giá 230.000. Bác nào chốt được đơn này thì lên số điện thoại cho em là đen rô xuân mã 38, 230.000, cực kỳ đẹp luôn các anh chị ạ. Rồi em lên cho các bác yêu siêu tầm tiếp theo, một dòng hoa lan tiếp theo nữa là các bác là chậu 21 này, chùm trắng nha anh chị nhé, chùm trắng hoa trắng tinh khôi mã 21 là 500.000. Bác nào chốt được mã này thì lên số điện thoại cho em nhé, chùm trắng nha, 500.000, ok chưa các bác yêu ơi, đó 500.000. Em ơi đây này cho chị hai môi đó, chùm trắng anh chị ơi, rất là nhiều thân nhé. Chậu này thì 2, 4, 7 thân tất cả anh chị ơi, 7 thân mà em nó dài được khoảng là 1 gang, 2 gang. Em này dài khoảng 45cm rồi nhé anh chị nhé, 45cm rồi ạ, ok cho em nhé, mã 21, 500.000. Rồi em sẽ lên tiếp theo cho các bác siêu tầm một dòng vảy rồng, đăng lụ, đăng hoa, hoa của em nó đây, đăng lụ, đăng hoa với mã là 24A và 24B, 24B là sẽ có hoa, còn 24A là đăng vòi bông như thế này. Mã này thì em bán chia sẻ cho anh chị yêu là 200.000 một đơn. Bác nào chốt được đơn nào A hay B thì lên số điện thoại cho em theo mã cú pháp AB nhé. Hôm nay em xin kết thúc buổi video ở đây nhé anh chị nhé. Em kính chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhé anh chị nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em nhé. Anh chị yêu chốt đơn thì liên hệ thêm cho em theo số là 0352060869 nhé, hoặc kết bạn Zalo với em nhé theo số 0352060869. Em tên là Trâm ở Hòa Linh, Lâm Đồng. Em xin chào toàn thể các bác nhé.